Đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Cú Ngủ Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau trong một cái clip leo rank. Biết địa chỉ đây. Thì để làm bạn là một người leo rank tốt, thì những slot đầu tiên thì bạn ưu tiên là biết gọi một con support. Tại vì để tránh cái tình trạng là counter. Và counter là gì? Vâng, và counter là như thế nào? Thì tôi không biết. Khi nó đùa thôi thì counter nghĩa là ví dụ như bạn lộ một con đường chính hay là một con rừng quá sớm, ví dụ như là nó sẽ có cái khắc chế của nó. Ví dụ như bạn biết con sao để đi đường len thì người ta sẽ biết ngay cho mình là con rồng, hoặc là những cái con nào để nó có thể là khắc chế được cái vị tướng của bạn. Cho nên khuyên nếu các bạn đi rank, nếu mà bạn đi rank, một là các bạn đi theo team, chứ đi theo một mình như mình là ở slot 1 thì mình mít đội trưởng, ở slot thứ 3 người ta ở slot 1 người ta bấm mít lane, mình mít đội trưởng. Tóm lại là mình đi một mình là chỉ có đi support mà thôi. Vâng, và quá tuyệt vời thì xàm xàm bao nhiêu đủ rồi. Mà chúng ta đang bước tới bên những cái màn ha quẩy ở đây. Vâng, chúng ta đang có những màn đổ bộ về skin quá tuyệt vời. Alpha skin 2. Vâng, cái tôi là bắp nhất, đội cái nó hút đi thuốc lào quá kinh tởm. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu này. Lệnh gì đây, lâu quá không chơi game, bây giờ mới đi support không biết đi được hay không đây. Thì cái meta của 2.0 này thì nó có sự thay đổi khá là lớn. Khi vừa rút tiền ra thì được 600, thì bình thường là chỉ mua một món với một cây bình máu với một cây flare. Bây giờ thì chưa biết nghiên cứu nên lên cái gì cho hợp lý nữa. Mua cái hồi máu này cũng tốt, mình đi với một cái tăng máu nữa. Lần về tiếp theo thì mình lên thêm cái ông kia có nhiều đó mà ông né cũng không được. Cái ông này chứ không cho ông ăn học bao nhiêu năm, kêu ông ăn bao lâu rồi né cái đó, ông né không xong rồi sao mày. Tôi khó lắm, tôi đâu có, tôi dễ dàng như mấy người ta bọt mà đục trưởng mà vẻ là mạng hay bị lát nha. Bình thường là nó mượt lắm, sau này mạng dạo này lát kinh chứ, giật giật khó chịu lắm. Về họ lên thêm ba giác, ba cái bom qua đặt đổ banh hết nhà của đó. Rồi bây giờ ổng mới về, trời ơi thiệt chứ. Về nhanh đội trưởng mà thì không nghe lời chỉ huy thì có đường chết thôi. Thì tôi mà phải nghe lời chỉ huy, tôi là một người đội trưởng tài ba đó, thì đó tôi đánh đó giờ tôi đội trưởng toàn thua không à. Thì ở những meta 2.0 này thì đi rừng khá là nhàm chán, ta định ôm trụ và farm thôi, ôm rừng. Một là bỏ lên kia, bỏ cho thằng rừng nó lên level thì thi được cao. Hai là đi theo nó, có rất là nhiều cái meta để mình lựa chọn. Thì chắc tôi cho con alpha nó lên level 6 sớm. Bom thì khỏi nói, có tôi ở đây bảo kê cho thì sao đạt dưới ta. Rồi nha, rồi sao nha, chơi không nha, chơi đó, lên này, 1, 2, 3 lên đó. Thằng hai dưới ta hết não vậy, hại não thiệt chứ, hết não cỡ đó mà nó lấy được hay thiệt. Hay nè, vậy sao rồi, sao chơi không nè, chơi rồi sao, đứng lại hay quá. Cái gì trời ơi thiệt chứ, mới khen hay xong đứng một chỗ cho chân đập ha. Ông này thiệt, có gì đó sai à. Mày sốt rừng giờ nó ra mà tới 4 phút nó ra thiệt buồn. Bỏ hết những cái meta cũ của ngày xưa, ngày xưa là mình chạy là thiệt là nhanh, farm
Phạm cắm cổ cắm nít vào hoa Phạm đã đời không. Xong rồi cái mình lao qua mình đè nén nó, giờ qua đè nén gặp level 4, gặp con super điên điên kia nữa, đập thâu rồi đập. Rồi con đó thì tụi nhỏ lớn vậy tôi không sợ con quái, cái con mỗi vàng ở giữa mà tôi sợ một con đó rồi đó, bính thốn kinh hồn á. Con đó thì gọi nó là con chó. Vâng, bây giờ Phim đang có dịch vụ là dắt chim đi chơi. Vâng, ai để ý ngay vô cái đầu tôi đi. Chim cho chim thả ra kinh hồn điển lắm. Qua kia kìa. Chơi, đúng rồi, hay quá. Từ vừa tới. Câu này sao chẳng dữ lắm. Mr. Robot. Mày hay mày. Chơi không? Sao? Lũ đạn. Thấy hiền là hiếp mày. Hãy đù đù vậy thôi chứ dữ dằn lắm á. Đi mua đồ. Đi mua đồ nào. Đi mua đồ xong rồi quanh lại mà ăn được cái gì, chết ông hay gì ta. Tôi kêu cậu ông bóc kêu đi mua đồ, ông không đi mua đồ. Công nhận là hay thiệt chứ. Trời ơi, quất luôn ha. Xong rồi, xong một đời này, cuộc đời nó ấm êm luôn rồi thiệt á. Thì tôi kêu đi mua đồ đi thiệt chứ tôi mỏng như cái lá cây nè. Không là đội trưởng. Đội trưởng nói chuyện cái đó. Kêu đi mua đồ, có thằng đi mua cũng hồn chết. Chứ thiệt chứ. Tôi thì tôi hy sinh, tôi lăn xả dãy mà mấy ông thì. Mấy ông này đánh thì không có gì đó gọi là thương đội trưởng nha. Bồi quồn hút đi hút. Hút say mẹ ra rồi. Nó để bay nghe. Trời ơi. Con lạc quá. Bạn này khá là yếu. Dễ đồ. Tự động đi luôn kìa, thấy thiệt chứ. Chơi ra. Chơi đi lên đi kìa. Quốc. Trời ơi, bóc áo. Cái thằng này nó có chiêu đó là dùng hai lần thôi cu à. Lần thứ ba là không có đâu cu. Hai lần thôi cu. Nó còn ở đây hả? Đồ, thằng hay thật chứ. Liên bản. Cái gì rồi sao? Chơi nè. Rồi, đồng bọn rồi. Đồng bọn rồi nữa. Nó đi shopping nè. Cái gì? Đập đó hay quá. Cái gì? Đập đó đúng rồi, hay quá. Đập đấy, trời, máu phun luôn. Thì tôi sẽ bọt, bỏ kê ghê quá. Đó là gì? Cái gì? Đập bộ vô ghê đó. Trời ơi, nó nuốt máu như cái tôi rồi. Xong, kéo hay luôn nè. Chiêu. Căng kéo hai đứa mà nó cứ giờ nó chạy mất tiêu. Rồi sao rồi chết. Trời. Gì đây nào, đây nào, chơi đâu, chơi đâu, đây nào. Lũ đạn chứ kéo như rất hụt nữa vậy mà kêu one hit one kéo rồi one kill gì lum la mà kéo vô như quần. Cái lũ đã Mr. Vox chứ. Thôi đồng đội thiệt chứ. Chinh quả bom coi. Và chúng ta đang tới những cái màn nguy hiểm ở đây. Vâng. Cái có vẻ như là tôi đi đội trưởng nên không có thanh niên là giảm học kia nó. Qua đây bom nè, qua đây bom đó. Đây. Tôi đi đội trưởng không có những thanh niên là giảm hộ báo của rừng tôi kìa. Tôi đặt bom tôi bỏ kia dữ quá mà. Đi ăn rừng đi. Bắt à. Mẹ bắt gì, bắt ba thằng luôn hả? Cái gì? Sao? Trời nè. Mày. Bingo. Chù bà lát.
nó lên đứng bè bẹo hồi cái nó bè bẹo hồi cái nó đuổi xuống luôn. Thiệt chứ, đó giờ nãy tôi còn ở đó nó kéo tôi còn chết tôi rồi chứ đuổi luôn đánh với bạn bay kiểu già dạ, bom lụm quả chuối ha. À kìa, quất đâu trời ơi sao ăn kia. Oh my god, trình độ lên chín của tôi tan thành mấy khói. À rồi sao không chết á, lũ đạn chuối kìa chuối. Trời, ulti vô tao, ulti vô cái gốc cây á. Rồi sao? Sao mà lát luôn rồi. Đáng mạng yếu rồi. Tôi không tin được kìa, ông Thảo. Đâu có support. Cái thù. Cái support cái thù, tôi oán với ổng là gì ta. Đủ đạn đập luôn anh Phạm, biết được tới giờ đó rồi. Cái lũ đạn này chứ đập luôn bên phải luôn. Hai bà ông súng vô con gì không súng vô con Adan đập trời ơi đập túi bụi luôn đập vô chuối luôn thiệt chứ. À không nhường cho ông đâu. lâu mới được quyền có được. À rồi sao nó lên cướp được đâu mày ăn à, ăn nè lũ đã khô máu rồi luôn rồi lũ đã đời không sợ nào dân hồ tới mà đây. Crow ăn mấy quái ảnh nhăn mặt luôn lũ đã lâu mới sinh con là ghê thì chứ nó sinh con nữa nè sinh nữa nè rồi nha. Quá giờ là tôi được nha. Phim bây giờ không phải là phim của ngày hôm qua nữa đâu nha. Đó là được từ nhà được ra phố rồi. Từ trời, đợi thôi. Tôi tới đây, phim tới đây. Cầu tới đây. Cá sấu có tới đây. Không ai hết lũ đạn. Phá nhà đi. Ông phá ra rồi đập phủ đi. Trời ơi. Đẩy nhanh có thể. À rồi. Đập nó cầu bò lạc. Chui kia. Còn 12 giây nữa nha. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, xì, dắt, heo, dắt bít. À, 6, 6, 6. Cái gì trời ơi, tôi chạy thì thôi rồi luôn thì. À, là đang phải kêu bằng ông nội. À, vậy cái đập con Ringo. Ringo đập trời ơi. Phải lũ đạn chơi không? Vô chơi không? Chơi không? Cô báo lại. Rồi sao? Mày sao? Mày sao? Ba đù hết não hay quá. Chui kìa ba chui. Còn hút máu thì trời ơi hút máu như con tét lúc đó. Quên hút máu rồi. Đáp. Trời ơi ba quá chuối chạy lung tung thiệt. Hỗ trợ vậy mà thiệt chứ. Đúng rồi. Tôi thiệt chứ. Không còn gì để gì để diễn tả nó thiệt. Tôi tiếp nữa tôi mà có tiền tôi lên nguyên cái cho tôi kéo má tôi kéo lọn sà ngầu luôn luôn coi nè sợ gì tôi giang hồ mà bắt chết Ringo bây giờ cần thiết tôi đánh nhiều tôi là chỉ cần đập chết Ringo còn không còn có Ujo thì để cho cái giáp sà lao của tôi sử dụng gì đâu cái gì bạch chiến thuật ra ha Ujo nó hút máu cho nó ăn cái giáp sà lao. Á rồi ê bạn em chạy hộ nè né hộ nó đi đủ đạn bốc làm gì vậy đập đó trời ơi bốc không ôi nó bốc thiệt thấy tôi lao lên vậy mà thiệt chứ chém hay thiệt chứ ai cũng hay kiến tạo những cái đường băng trụ băng chân á chuối bò lạc đập nó chúng rồi hay bóc cái thứ nó bóc hay qua bóc trời ơi tôi nuôi ở đâu chết rồi Ringo ulti trời hút máu thì chưa hút máu kinh quá nè mua tôi né xa đâu được à đúng chứ ô mẹ ơi phải thẳng thẳng ô ok một khoa highlight của Alpha ở đâu
Sức kia bọn con vô, chúng con riêng vô, đúng một đời. Ngay của ta, chỉ tôi cái chiêu đó coi. Hay thiệt chứ. Anh nói lần sau à, tôi học theo chiêu của ông đó mà được. Tôi kéo con Ojo là trúng con Ringo đó. Tôi kéo con Aradan là trúng con Karagin đó. Tập chiến thuật ở đó nó còn chưa ngay thì biết. Để nào theo tôi. Tôi cầm đây, chúa đây, cầm cuối tới đây. Ném nhiều rồi ông ném được. Ông dở tệ, tệ quá tệ. Tôi đây, chúa đây, cầm cuối đây. Trời ơi cái dáng ngộ bự kìa. Trời ơi cái bụng thôi thôi. À, có bụt tình lượm cái chuối à, ô vô kìa, ô sợ chồng đã giọng thấy không thiệt á. Được nó, có tôi đây, được nó. Rồi về cổ mộ thiệt. Gì? Tao chấp hết, chấp luôn con này luôn. À, Ringo nè. Chuối. Chuối kìa. Chuối. Thì chứ tôi không ngờ có những cái pha xử lý cỡ đó đã gặp thế giới luôn. Này ăn bao quái nè. Bây giờ ăn còn kịp đéo đâu. Đó, ăn đây vụ nè. Vụ là đó, chuối về. Ăn đây. Chuối kìa. À, cứ ăn đây của mẹ cho. À. Cứ ăn. À chuối. À, chuối. À, chuối. À, đầu chuối nè. Chuối. Bắt chuối. Chuột kìa, đang chạy kìa. Trời ơi, hề chú đang chạy kìa, xanh rờn luôn kìa. Tao có vô luôn, trời ơi, thằng này liều dữ thiệt. Mắt luôn con cả nó kinh luôn thì mấy cái ông này xử lý có pha thì này tôi công nhận tôi mới khâm phục cái tài chỉ đạo đội trưởng của tôi luôn thì có đây anh cái kinh kia trời ông kêu ị luôn bụi gì lâu dữ vậy trời ơi rồi đập ra ồ Ringo kìa, bắt Ringo kìa. Bắt Ringo ai trời ơi, hôm nay bắt Ringo hít đủ đạn rồi. Đủ đạn trời, nhanh lên. Trời, quanh hết quanh kêu quá đẹp trời, tập chót nữa rồi thôi. Có hai một hai cái tay không hề mua đồ luôn biết. Chứ có những pha xử lý thành thánh này chứ. Chọn mà. Đây nè. Tôi không nhận, không ngờ là cái tài đầu trưởng tôi luôn thiệt á. Rồi sao? Gì? Nó làm gì hết? Trời nó bay như con chim. Chim nè, tôi ăn trụ thôi, mà làm gì? Ai làm gì đó thì làm. À cái gì? Trời ơi, Cabo vô. Cái gì? Ô vô. Sao mà chết rồi? Để tôi. Chết mẹ rồi. Lên gì đây? Giờ lên Echo kéo cho vui nha. Lũ đạn là xong với tôi. Dư tiền rồi. Ba món này đủ sức bọt rồi. Giờ mình lên Echo xong rồi mình lên block đó. Tôi đánh phải có chiến thuật đàng hoàng. Giờ bán máu nè. Đó, mình mua cái block nhỏ xong tí có tiền quất cái block kia nữa là quá đẹp. Ông sập bọt cỡ như tôi rồi. Thì tôi sập bọt thì cà lua phải kêu bà ông nội. Ngày xưa tôi chỉ ông cà lua đi sập bọt chứ đâu. Không tin nhắn tin hỏi. Nhắn tin lên mấy ông, nhắn tin lên Facebook. Ông hỏi ông Thanh kìa. Mấy ông hỏi ông Phong kìa. Ngày xưa cô biên viện nó chỉ ông sập bọt chứ đâu. Dễ mà nổi tiếng rồi không bao giờ kêu tôi nha. À rồi nha. À rồi sao? Trời ơi kéo chu chà. À ha, là sao? Gì? Quấn bóc tao hả? Trời ơi là kéo, má ơi là kéo. Không mà thấy là nổi tiếng bóc hay quá. Trời ơi cái má. Tôi không còn cái máu, còn máu tôi không thành bấm luôn rồi thì cho bóc chết tôi rồi đi, ông láo quá mà. Bây giờ trận lính ngay chỗ đây nữa rồi. Thôi thua. Thiệt tôi phải công nhận là support đội trưởng như tôi luôn thiệt á.
Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe. Đó, cái gì nó ra kể tôi, mẹ ông phá nhà đi, để tôi. Trời ơi, Gringo nó bắn vô đây tết. Phá nhà đi cái ông thầy này. Cũng đã không thắng giết đâu mà. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe. Nhớ share video cho mình nhé. Vâng, xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you.